Ok. Giờ cả đội phát giao về rồi. Thưởng cho anh em mỗi người một chai bia lạnh. Nắng quá nắng. Vật lộn với mấy người ngoài đó. Bây giờ cho mỗi người một chai bia lạnh. Với bánh đậu, mỗi người một cục bánh đậu với một chai bia lạnh ha. Em cũng đuối mẹ không ăn gì luôn, nắng kiểu gì nắng cái mình bị say sẩm mặt mày giống như là mắt ối. Không muốn ăn gì hết. Để mấy ông xử. Giờ mua bánh đậu cho mẹ không ăn. Mỗi người cục bánh đậu. Tại vì đi từ sáng sớm, từ lúc 6 giờ. Từ lúc 6 giờ sáng là ông OB, ông khi gọi ông Non Xô đã đi phát thẻ rồi. Nhà nhiếm là phát xong rồi điện nhà nhiếm giờ phát xong thẻ mới chạy ra, mới chiến. Thành ra là mấy người đó chưng hửng. Thành ra giờ cho anh em ăn bánh đậu, uống bia. Ông chủ tịch tỉnh bây giờ đòi cái dao nữa đó là mình phải đem tận nhà nghe. Hôm qua khán giả nhà mình nói là mấy ông đầu xỏ vậy thôi mình không cho này kia mình diễn cớ, thật ra nó cũng khó. Tại vì ông Cạp ổng còn cái nghề tay trái là ổng làm bất động sản nữa, ổng mua bán cò đất nữa. Cho nên ở đây người ta phép vua thua lệ làng. Những cái gì liên quan đất đai là mấy cái ông trưởng bản trưởng thôn đồ này kia nắm thông tin cũng như là làm những cái thủ tục truyền thống này kia. Nếu mà mình mít lòng với người ta là mới mốt rất là khó. Anh He said we go planting up today. Where's okay. My own knife? Okay. So I tell him go come. I'm waiting for him for house. Okay. Các chủ tịch tỉnh. Bây giờ thì mình quay lại cái vụ còn 50 cái nữa hen. Ổng mày không kịp. Khi giờ đâu? Phan làm phan phan. Bây giờ mình quay lại cái chỗ cái bác mài dao mà ông không có ở đây. Tính là mình hút 50 cái còn lại đó. Cái này là phần ủng hộ của gia đình cô Đỗ ở Mỹ hen. Để cho hoàn thành cái vụ ông bị dí đó. Thì nhiếm đặt 100 cái. Mà ông mài không kịp luôn, ông mài không kịp. Thì hồi sáng này đi phát thì còn nhiều người ta không có đó thì ông cả ông ghi tên đủ hết và thống kê lại là 50 người thì mình dứt 50 cái này nữa là về là chắc là sẽ ổn được cái khu đó. Và nhiếm sẽ đi dứt thêm 4 bao phân nữa, có thể là 5 bao luôn, để trừ trường hợp mà cái ngày cuối cùng mình đi phát gia mà dí quá đó là mình dứt cho một người một bịch phân là im re luôn đó. Thì nhiếm tính như vậy. How are you ma? Okay. Okay, and did Auntie yesterday you give paper? Paper, no? Paper now. Oh, we need to have a man here. Oh, it's man here. Mm-hmm. But for that, I will let me cook the chicken. Number 8, right? Okonkwukamaka. Number 9. Okamaka is holding. Này là mấy cô này hôm qua mấy cô này nhận số rồi, nhưng mà kiểu như người ta muốn có gia để làm liền, người ta không có đợi tới ngày mai thì người ta tới nhà người ta nhận trước thì có cái số rồi thì mình có thể phát được không sao.
đỡ mất công. À đôi bên. Anh làm mua. Good afternoon, ma. How are you? Okay, she have the number. Do put the number inside book after that deal mark. Sasa. Dạ bà vừa ra sít đằng. Ông xa xa thấy người lạ là dí, thấy người lạ là dí. Nó chỉ dí nó đi theo vậy thôi, chứ nó không có cắn, không có sổ gì hết trơn á. Mà ai đụng tới đu đu ha, ông Út hen ta nói là nó làm dữ lắm nha. À, có một số người thì người ta muốn nhận cái dao đó, nhưng mà mình người ta phát số thì mình có thể cho người ta được. Good afternoon, how far? Okay. Sasa, and then say. Okay, you carry the number, come yes. To take the knife, Abby. Yes. So this is my mother. Okay. Yeah, my husband place. Okay. Yeah, bố. Ông Sasa được cái canh cửa thôi chứ không được gì. Chứ người ta sợ nghe, nhìn mặt ngáo ngáo như đây người ta sợ chó dữ lắm, người Phi sợ chó dữ lắm. Rồi đưa đi tắm cho Sasa đi. Give me the book, give me the book. À, bây giờ thì nhiếm kiểm tra theo cái tên, mấy ông này ghi số thứ tự và ghi tên nữa. Cho nên là nhiếm kiểm tra tên thấy hợp lý thì để cho mấy ông báo phát. Con nít không được cầm dao cho nên nhiếm không có quay. It's okay, tomorrow will be the fraternizer too. Please, next time I'll come, I want to discuss something with you. About? I'll come next time, discuss. About what first? Not about farmer, but about something. Let's see now. Yeah. Thank you. No worries. Bye bye. Yeah. If anybody call and ask about knife, you ask the person, have you collect the number? Do you get number? If they get number, you talk with them with respect. No, behind. Who is that? Who is that? Not good. Not good. Eh? Sasa, Abu. Sasa, Chu. If somebody come to collect knife, Sasa will not make problem. Hmm? Cái gì vậy? Nó giận dữ lắm. Cái này là chú Mười nghe. Chú Mười nói là cưng Sasa dữ lắm, kêu Cạp thả Sasa ra đi. Là Nhiếm nói đó là ông Cạp là nể mặt chú Mười, ông Cạp thả Sasa đó. Chứ là hôm qua giờ xích. Này là mấy cô này không chờ được tới ngày mai. Mấy cô này tới nhận dao sớm. Bây giờ cái cô này kiểu như thấy người ta đi thì đi theo à, trong khi người ta thì có số mà bà thì không có. À, mấy cô này là những cái số mà mình đã phát trong rẫy rồi đó. Thì mấy cô này tới nhận. Mấy cô này rất là thích cái trái táo đó để lấy cái hộp để nấu. À, người ta cũng ăn nữa. Nhà Nhiếm thì không ăn, nhà Nhiếm chỉ ăn cái hộp thôi. Mùa này nó mới bắt đầu có, chưa nhiều. Giờ bà chụp được trái táo bà mừng.
Nke a bụ ahịa ebe tere ọkụ sọ nke mma akọ nke ma mere ntị dị anya akpụ ya. Emere si na nke akpụ ya anyị na mma akụ. Giờ có một số cô là không có cầm giấy tới tới xin vậy thôi, thành ra là cũng hơi đuối, chưa biết ông cạp sẽ giải quyết thế nào. Nhưng mà nói chung những người này người ta chung một băng như thế này thì thường là người ta làm rẫy chung với nhau, chứ cũng không có bà nào mà đại gia sang chảnh gì mà nhập bọn vô đây để mày đi tới xin cái dao. Chỉ là có thể là ngày hôm đó người ta không có mặt, hoặc là ngày hôm đó là mấy ông này xa đó thiếu sót. Nhưng mà dao thì đợt này là nhà mình dứt thêm 50 cái nữa thì cái cô này khoái, tại vì dao mình mài sẵn rồi, để ngót luôn. Ở rồi kìa. Kiểu mình mài cái đuôi, mình mài cái đầu luôn. Hai chỗ để cắt chặt cho nó khỏe. Who have three people that did not come that last day that we got that no have number. Right. And then I we booked it enough for the number. You have to keep it about the book according to our family. So no, I don't think no one ready to go out without that number. Because tomorrow the person get number. We'll voila us. So I have a problem with my hand now. I want to see my character. I want to see one one. Push every fuck off your. What are you? So, Malam is why I'm here. Where Anne? Did Auntie? For the first time she come and she no receive knife and she write the name for that paper. Why I remember her? Because her hand have that wound. And for sure, so she never get the knife and she supposed receive it too. I remember her hand. When she write the thing, you know, I just say, this Auntie, this hand even now. Now she have come for first time, but they didn't know this time. That means three of them will be the same thing. Maybe because others also write them for that. That means maybe you give them if we collect more knife we add on top. Tại vì Nhiếm nhớ cái cô này, cái tay của bà bị thương rất là nặng luôn. Hôm bữa Nhiếm thấy á, mình cũng sót lắm luôn, mà bà phải đi tới lui hai ba bận rồi. Thành ra là mình sẽ phát cho ba người này luôn. Cái bác lớn tuổi này Nhiếm cũng nhớ luôn, bà đợt đầu bà nhận không được, bà cũng phàn nàn. What of that auntie she there? She need. She is the one that said this place that I mean what vitamin is cocoyam. Okay. They will go do her rest. Okay. So she come for corn. Hey. We never collect the corn. The person never give us the corn. How we do? Maybe when we go collect now, we take the corn also. But I follow from the one I'm putting. I'll give them some. Mấy cô này giờ tự tới nhà Nhiếm luôn. Với điều kiện là có tờ giấy, không có tờ giấy là không phát. Nói chung là có cái số thì nó dễ. Thôi có đôi co nhiều, không có nói nhiều, có số thì nó dễ. Không có đợi ông cạp nữa mà tới đi lấy cái bao. I'll give one auntie two nylon and let them put it together. Three women and one. Let him carry. Wait, mommy, let him carry. Cái cô này không đợi được, nhưng mà phụ nữ mà đâu có đến nổi. Cái này là hai bao chồng một nè.
kiểu như ba bao 40 kg thì người ta trộn vô, người ta dồn vô một cái bao bự như một cái bao nhỏ đó. Rinh không nổi luôn mà mấy bà này liều. Người ta có ý thức khen, giờ người ta không có dành, người ta còn dư lại nhiều kêu cạp dẹp đi rồi này kia. Nói chung là có cái thẻ đó là nó yên ổn, rất là ok. Cái dao bén như lưỡi lam luôn mà. No, boot full the nylon. Nãy em múc cho mày cống cẳng luôn. Giờ là mỗi người ba ly. Ba ly này ở ngoài chợ là 3,000 đồng ở nhà mình. Chứ không phải là rẻ đâu. Thành ra là người ta chờ đợi để người ta lấy cho bằng được. Mình thì mình but I would mean you. I see I can carry the guy set or some. No problem now, because we see how our farm swallow. No problem, no wala. Rồi ơi, rồi dành nè. Bắp. Cái bắp cái bữa bán đó nhà mình nó rẻ. Bây giờ là bắp lên giá gấp 3 lần, thành ra là nhà nhím lục kiếm mua không có, tại dành giật á. Thành ra là mua được có một bịch thôi. Có bịch bắp giờ ổng chia nè, bịch bự nè. Bây giờ bắp nó lên giá thì bây giờ là cái thời điểm để mà gieo bắp nè. Hồi trước là mưa chưa có gắt, cho nên người ta trồng khoai mấy loại có củ trước. Bây giờ là cái lúc mà để mà bắp. Là ổng dứt một bịch bắp. Why you? Ngoan lắm. Don't worry now, somebody have give my son give already. Uncle 10. Uncle 10. Uncle 10. Uncle 10 give us $200 for our children. Well, after now, they will talk what they want. Our children cook food for secondary team. Hey, hello. Hello, Sintao. Good evening to you all. How are you guys doing today, man? My in-laws, them. How are you guys doing today? All my friends, I greet you all. As you can see, still your boy in Mexico, man. At home, you know, with my basa and children, you know. So some of our visitors have just left now. You know, so they have received the ones that have the time to come have received their knife and their fertilizer, and we yet to receive another people ahead. You know, I keep on telling you guys, thank you very much, all of you that has been supporting us here in Africa. You know, God will also will keep on supporting you as you have the mind to support people. That is how God will support you on everything you are doing in this life. Good morning, sir. Giờ sáng nay là mấy cô này, mấy người này tập trung lại sát nhà nhím, ngay cửa nhà nhím rồi. Có người thì có cái số hôm qua mình phát, có người thì không. Cho nên là thì tạm thời là phát ngừa bịch nước uống trước cho mát đi. Và bây giờ tới mà nước uống mà người ta cũng dành luôn. Này, ông cả ông mua 2 bịch nước. Tương đương là 40 bịch. Quá đông. Cái này có người có số, có người không nghe. Người nào không số là khuyến mãi cho bịch phân thôi. Còn người nào có số thì mới được nhận dao. Mà dao chưa mài xong nữa nha. Mình vô closer door the car. Chưa có mài xong. Cái ông đó mài không kịp, ông bị đứt tay. Mà nguyên cái khu này con mình ơi ổng mài. Thành ra là mình lấy được 20. Còn lại mình lấy được 30, còn 20 nữa.
giờ thì cho xếp hàng, người nào có số thì mới nhận, còn không có số thì tính sau. Good morning. How are you doing? Bye. Now, the guy in Nilo, I'm going to help him. Nilo, Nilo. Bây giờ. Ok, bây giờ từng người một, cho xếp hai hàng, một hàng là có số, một hàng không. Những cái bác lớn tuổi thì cho ngồi ghế ở đây. And you should remember this before. Những bác lớn tuổi thì cho ngồi ghế đây. Một hàng bên đây ông Cherry phụ trách là có số là phát giao. Thì người nào kiểm tra có số, có tên thì sẽ đi thẳng vô cửa. Đi thẳng vô cửa và give her knife, maybe give her knife because he have paper. Cái bác này đem mới một miếng mà đòi lấy hai cái dao. Hạp cherry còn phong chu bả hơn đi chu. Ok, cái bác này tới nhận giùm một người nữa cầm theo hai số. Nói chung là ông Cherry là phụ trách cái vụ số, còn ở bên kia là những cái người không có số thì mình gọi là gì, an ủi, gọi là an ủi cho phân. Rồi sau đó mình sẽ xem xét những cái người mình cho phân, người nào mà chưa có dao thật sự thì mình phát số để nhận dao tiếp. Nhìn mấy người này nhớ mẹ của ông Ubi. Hôm qua ông kể em mới biết mẹ của ông Ubi kiểu như là bị khờ khờ, khùng thì không khùng nhưng mà khờ, thành ra là bị ông nào đó có thai rồi sinh ra ông Ubi. Đó là hai mẹ con sống thủ gì đó. Chứ ông Ubi từ nhỏ tới lớn là không có cha luôn. Thành ra là mẹ chồng của Nhiếm coi clip xong cái nói ủa mày phát cái thẻ rồi mày nói vòng nghe bà hiểu không, kiểu như bà khờ á. Thành ra là ông Ubi cũng khờ khờ nghe, mà được cái nhiệt tình lắm. Sáng nay là thấy người ta tụ tập đông gì nào, ông đi trực ngang á, đi rừng về đó, lật đật chạy ra kêu anh em bảo vệ vô phụ, chứ mà để mình Nhiếm với ông Cạp là vỡ trận nữa. Không có lộn xộn. Ta mừng ghê hơn, được cái dao tao mừng. Được cái dao mừng dễ sợ. Ông Đu Đu, ông Út thì phụ đem phân ra. Còn ông Đu Đu thì nhiệm vụ là ôm cái bình của dì Hoa Hồng cho mẹ. Mẹ xách không nổi. Mẹ yếu xìu à, ra ông Đu Đu thì ôm cái bình. Ông Út thì phụ lấy phân. You be careful, no, because he's fire. Giờ những người này thì cho phân chứ, cần lát nữa mình tính tới vụ có dao. Ông Cherry là nói chung bài bản hơn lúc trước nhiều. Nói chung từ từ mình có kinh nghiệm, chứ đó giờ nhà Nhiếm không có phát vụ này. Mà những người này cũng bà con hàng xóm trong xã, trong huyện, mình không có làm căng, mình không có nạt nộ, hay là mình không có nói là ship không cho, không cho nữa rồi chảnh rồi cũng khó. Tại vì ông Cạp ổng vốn là ổng hòa đồng với mọi người quen rồi, giờ làm căng không được. Những người đã nhận giao là sẽ đứng qua một bên, chứ không có nhập vô bên nhận phân nghe. Những người nhận giao đứng một bên để lát nữa coi còn dư phân thì mình phát những người nhận giao. Ôi hết phân rồi, còn có 4 bịch xong phim. Rồi bây giờ những cái bác này không có số thì mình phát gia phát phân trước. Give this one. Rồi bác này nhận giao nhận phân. Rồi những cái người mà người ta không có số đó, nhà mình người ta không có số không nhận được giao đó, thì bây giờ mình ghi tên lại và mình phát cái số cho người ta để ngày mai người ta nhận giao tiếp. Tại vì ông đó ông mày vẫn còn 30 chưa lấy hết. Nguyên cái khu vực này có một mình ông đó mài giao thôi. Như nhà mình nói Nhiếm là mua cái máy về để mài, thật sự là
từ từ nhà nhiếm chưa thu xếp được, có nhân lực kém quá, nhân lực có mình ông cà phà, nhiếm có làm gì được trơn á. Giờ mình ăn ủi cho phân, xong rồi mình cho cái số để ngày mai nhận giao hen. Buổi nay là người ta biết xếp hàng cho nha mình. Đó, ai là xếp hàng đàng hoàng hen, có lý hen. Làm gì mà như là bà dịch tàu. Đó. Mình cho bịch phân và cho cái số. Bring now one knife in the car. Lão cà phà lấy xe đưa mấy bác lớn tuổi này về. Hay nắng quá, giờ 1 giờ trưa ở bên này mà mấy bả đi chống gậy. Nói chung là cũng là hàng xóm, cũng là cùng thôn cùng huyện mà mình cho thì cho, nhưng mà mình phải cư xử tôn trọng này kia hen, chứ không phải quăng hoặc hay là nạt nộ hay là này kia. Đây đây, gọi là làm mà làm cho tới đó. Hiện giờ ổng đưa mấy bác này về cho nó trọn tình trọn nghĩa. Ông cạp ngồi lắm, cái tính ổng vậy á. Yo, he's calling you, come. Give me. Come let. Ổng là ổng thích làm cái gì là ổng phải trọn vẹn, trọn tình trọn nghĩa, dù ít dù nhiều thì người ta cũng vui là được, không kiểu người ta phải vui trước rồi cái giá trị tính sau đó. Thành ra là giờ mới có vụ là tống hết lên xe để chở về đó. Thương ghê, ông vô xe mà còn bye 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 nữa. Bữa nay thì Nhiếm cũng chơi chiêu cũ phi hành cho thơm, phi tỏi cho thơm. Đó thì cho cà rốt với đao. Hổm rày lo chuyện sớm chuyện phường, ăn bờ ăn bụi. Thành ra bữa nay nhà Nhiếm mới có điều kiện để nấu một nồi canh bí đao đúng nghĩa cho ông cạp ông ăn thử. Hẹn gặp nhà mình ở tập tiếp theo hen.